نريد أن نحث الناس على المسارعة للتوبة واغتنام العمر قبل الموت يعني. يوم الشيخ ông nói mình cho bản thân và khi bạn người vô muốn vô Islam bạn nên điều gì trước khi bạn chết thì mình xin nói là nếu bạn vô Islam thì alhamdulillah là tạo nó cho bạn Allah hướng dẫn cho bạn giống như là một cái ánh sáng đó cho bạn rồi hy vọng các bạn cho bản thân mình một cơ hội giống như để sau này đó là một cơ hội đối với mình thì nếu như bạn sống vào trong Islam thì bạn chết thì đó là một cơ hội đối với mình là cũng giống như Sheikh Muhammad Amin nói là giống như một cái chìa khóa khi bạn có chìa khóa rồi thì bạn có cơ hội vào được thiên đàng và nếu bạn không phải là người Muslim bạn chết thì chắc chắn và không có cơ hội luôn tại vì trong tay bạn không có cái chìa khóa nào để mở cửa hết thì chắc chắn nó mất đi cơ hội đối với bạn và nó không còn gì đổi với người đó là bạn là người thua thiệt hoàn toàn. Sheikh Fifi ايضا تذكير باهميه التوبه والمبادره قبل الموت لان الموت قد ياتي في اي لحظه. تفضل. Thì chúng ta biết khi đã vào một Islam thì cái công việc của chúng ta là thờ phượng Allah. Và thì chúng ta trong cái việc thờ phượng Allah trong cuộc sống của chúng ta thì không có thể tránh khỏi những cái tội mà chúng ta phạm phải. Ví dụ như là nói xấu hoặc là cái tội nào khác, tức là cái tội nhẹ đó, không phải là cái tội mà tổ hợp Allah với một ai hoặc là một cái thần linh nào khác. Thì tất cả những tội lỗi, tội nhẹ, tức là như vừa nói hồi nãy, thì đều được Allah xóa bỏ. Tức là khi mình đều được Allah xóa bỏ khi mình sám hối với Ngài. Nên khuyên nên các bạn, tức là chúng ta không biết cái cuộc sống của chúng ta kéo dài đến đâu, không biết chúng ta chừng nào chúng ta chết. Thì nên các bạn, khuyên các bạn nên thường xuyên, tức là thường xuyên làm những điều tốt và thường xuyên sám hối đến Thượng Đế của các bạn. Cảm ơn các bạn. Dạ.